Hiên em, chào mừng em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Cái view hôm nay có thể nói là nó hơi bị khác khi mà mình đứng chứ không ngồi như mọi lần nữa. Nhưng mà không quan tâm lắm. Như anh em vừa thấy ở bên trên ấy, thì mình vừa mới chơi game trên điện thoại nhưng mà lại xuất hình ra con màn hình này. Và đã rất là nhanh đổi nó qua cái màn hình của máy tính, của PC ấy, chỉ với một thao tác thôi. Và tại sao mình làm được như vậy? Thì ở video này thì đây, anh em nhìn thấy lại có một con màn hình nữa và lại đến 4GB. Và cũng có một cái điều rất đặc biệt là chỉ có con màn hình này và chỉ có màn hình này của Gigabyte ở thời điểm hiện tại mới có thể giúp cho anh em có cái chức năng này. Và đây chức năng gì? Tìm hiểu trong video này nhé. Về cái chức năng mà mình vừa mới nói bên trên thì đại loại là ở phía mặt sau này anh em sẽ có một cái nút có chữ là KVM. Thì đại loại là khi mà bấm cái nút này thì anh em sẽ điều chỉnh qua lại giữa thiết bị di động và PC. Dạ, và PC sang thiết bị di động. Và để kết nối giữa thiết bị di động ở đây, nói chung là để kết nối ấy, và anh em muốn điều khiển ví dụ điện thoại nhưng mà lại điều khiển và kiểu xuất hình ảnh qua cái màn hình này, thì anh em sẽ cần phải có một cái cáp USB Type-C. Nhưng mà lưu ý nhá, là phải là băng thông 3.1 10GB ở lên. Đây này, 10GB. Đấy. Thì anh em mới có thể xuất được hình ảnh cũng như là điều chỉnh được giữa các cái thiết bị là điện thoại, máy tính bảng, laptop trên màn hình. Đấy. Ngoài ra thì đương nhiên là anh em vẫn có thể kết nối giữa PC qua DisplayPort hay là HDMI vào cái màn hình này. Và cái nút này thì nó sẽ có cái chức năng là điều chỉnh từ PC sang vào màn hình, sang thành điện thoại và màn hình, hoặc là tương tự như thế. Đấy, thế thôi. Và cái chức năng này nó sẽ thực sự rất là cần thiết cho những anh em mà sử dụng những cái thiết bị di động như là điện thoại, máy tính bảng hay là laptop và muốn có một cái không gian làm việc nó lớn hơn nhưng mà kết nối nó phải nhanh và tiện hơn. Anh em không cần phải kiểu rút hẳn cái dây HDMI ra rồi cắm vào dây HDMI khác. Tất cả những cái gì anh em cần là một cái dây USB 3.0, à nhầm, USB Type-C có băng thông là 3.1. Đấy, và đại loại là bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em xem. Tomorrow. Đó. Sau đó là Tomorrow for sure. Đó, đây như anh em nhìn thấy, đây là cái giao diện của Samsung Deck. Và có một cái lưu ý nhỏ nhỏ ấy, là với những anh em sử dụng các thiết bị của Samsung, ví dụ như là mình đang có đây là Note 20 Ultra 5G và full option đấy, hoặc là những cái thiết bị khác như là Samsung Galaxy Tab 7 hoặc là Samsung Galaxy S có sở hữu cái Samsung Deck, hoặc là những cái sản phẩm Android khác có cái hệ điều hành kiểu sử dụng trên máy tính này tương tự. Mình không rõ có sản phẩm nào, mình chỉ biết là Samsung có cái Samsung Deck thôi. Và đại loại là anh em sẽ cần phải có những cái phần mềm tương tự như vậy hỗ trợ sử dụng trên màn hình máy tính để có thể tận dụng tối ưu được cái sức mạnh cũng như cái độ tiện lợi của cái tính năng này. Thì đây, anh em có thể nhìn thấy là bây giờ là những cái mà mình đang có ở điện thoại nhá, và mình đang sử dụng ở trên này với cái màn hình của máy tính, và mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được bằng kiểu chuột với bàn phím luôn và chơi được cả game. Đây này, mình làm cho anh em xem. Ứng dụng này, Asphalt, chơi được game luôn, tiện cực. Ngoài ra ấy, thì với những anh em mà sử dụng những cái sản phẩm Note hay là kiểu có cái Samsung Deck rồi thì anh em sẽ thiên về công việc hơn, và kiểu anh em sẽ có thể kiểu làm được những cái tác vụ văn phòng trên Samsung Deck rất là tiện trên con màn hình này. Kiểu đây là cái tính năng tối ưu cho những người sử dụng Samsung, nói thẳng ra là như thế. Đó, anh em có thể phóng to nó ra để có thể chơi được game trên này, rất là tiện. Nhưng mà có một cái điều ấy mà mình chưa ưng lắm ở con màn hình này và ở cái Samsung Deck này, nó chưa thực sự nó chưa được tối ưu cho lắm ở cái là anh em sẽ phải nghe loa ở trên cái điện thoại của mình chứ không phải là loa kết nối với màn hình. Đây à, nó trên màn hình, nó trên cái điện thoại của mình ấy, loa ở trên điện thoại chứ không phải ở trên này. Đấy, và anh em có thể chơi luôn ở trên này, đua xe các kiểu luôn. Ok, và như vậy là anh em đã có thể hiểu là con màn hình này nó sẽ phục vụ với những anh em như mình đã nói là sử dụng những cái thiết bị di động mà muốn có một cái không gian trải nghiệm kiểu nó to hơn là trên màn hình này, hoặc là anh em có những con MacBook hay là những con laptop khác nhưng mà muốn có một cái không gian làm việc nó kiểu to hơn, khi mình đi làm ở ngoài mình bê laptop theo, nhưng mà về nhà mình có thể cắm truyền sang đây một cách rất là nhanh chóng và không cần phải kiểu kết nối HDMI quá lằng nhằng mà chỉ cần một nút bấm. Đấy, anh em đã có thể chuyển đổi giữa PC và laptop rồi, và anh em sẽ có một cái không gian làm việc nó rất là to và rộng. Và bây giờ thì nói về thiết kế một chút, là anh em sẽ có một cái thiết kế như mọi người thấy ở trên những cái video khác về cái màn hình Gigabyte, thì cái thiết kế nó vẫn là như vậy, viền rất là mỏng, gần như là không có viền,
Và chân đế thì có phần nó có thể nói là nó hơi bị to một chút, mình không thích lắm cái này. Tuy nhiên thì để mà có một cái kiểu sự thăng bằng và chắc chắn khi mà anh em sử dụng trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ cần phải có những cái chân nó cục xúc như thế này. Và có một cái điều nữa mà mình chưa ưng lắm ở cái chân này là anh em không thể xoay trái xoay phải được. Nếu anh em muốn xoay trái xoay phải màn hình, anh em sẽ phải nhấc luôn cả cái chân lên. Và nó chỉ có thể kiểu nâng lên xuống này. Ở mặt sau là tên của sản phẩm M27Q được in chìm, phía dưới thì là nút KVM. Và tất nhiên rồi, đây là một cái joystick để anh em có thể điều chỉnh setting của màn hình. Và nó được làm vuông vắn khá là to. Với một con màn hình 27 inch thì cái việc đặt nút điều chỉnh ở đây thì anh em sẽ có thể đưa tay xuống dưới như này để điều chỉnh. Chứ còn ở trên một con màn hình 34 inch như là mình đã từng làm của VGA3 ấy, thì cái việc là anh em kiểu móc ở bên dưới để có thể điều chỉnh được cái joystick này nó sẽ khá là khó chịu. Về phần các cổng kết nối được trang bị ở trên con màn hình này thì M27Q anh em sẽ có bao gồm một cổng DisplayPort này, hai cổng HDMI, một cổng USB Type-C và jack cắm tai nghe 3.0, và kèm theo đó là hai cổng USB 3.0 để anh em có thể kết nối chuột, bàn phím cũng như các thiết bị ngoại vi khác và cổng cắm nguồn. Và với những cổng kết nối này thì anh em có thể thoải mái cắm thêm những thiết bị khác bao gồm cả USB hay các thiết bị ngoại vi khác mà anh em đang sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua nhanh về thông số của con màn hình này vì ban nãy nói quá nhiều về cái chức năng hay ho là KVM rồi. Thì đại loại là anh em sẽ có một con màn hình 27 inch với độ phân giải là 2K QHD, trên tấm nền là IPS chứ không phải là VA nhé, IPS nhé. Thế cho nên là màu sắc của nó sẽ được đạt đến mức kiểu rất là tốt cũng như là chi tiết. Ngoài ra thì những cái kiểu như là Delta E bao nhiêu hay là sRGB bao nhiêu thì tí nữa mình sẽ nói sau, chi tiết hơn. Và ngoài ra ấy, sẽ có một cái anh em rất thích là trên con màn hình này anh em sẽ có thể chơi game được một cách rất là tốt vì cái tần số quét của nó lên đến 170Hz. Thì như mà mình vừa nói ấy, thì con màn hình này nó là trên tấm nền IPS, thế cho nên là kể cả nó là một con màn hình gaming có tần số quét cao 170Hz thì anh em vẫn có thể tự tin làm việc những cái công việc như là làm hình ảnh hay là video ở trên này, làm kiểu những công việc là design các thứ, vì tấm màn hình IPS sẽ đảm bảo cho anh em cái màu sắc nó rất là trung thực cũng như là chính xác, nên hoàn toàn không có gì phải lo cả. Bây giờ thì sẽ đến phần thông số chi tiết về những cái đấy. Thì con màn hình này sẽ đạt 100% sRGB, 96% Adobe RGB, 94% DCI-P3 Gamma 2.2 và mức thiết lập cao nhất độ sáng sẽ đạt là 386 nits. Lệch sáng chủ yếu ở bên cạnh phải của màn hình, Delta E nhỏ hơn 1 và lệch màu đen nhẹ như anh em có thể nhìn thấy ở đây. Độ lệch màu sắc thì gần như là không đáng kể và các cái chỉ số sau test có thể cho thấy đây là một con màn hình phù hợp cho cả những anh em edit hình ảnh, video đồ họa. Kết hợp cùng với KVM thì đây hoàn toàn là một con màn hình dùng để làm việc chứ không chỉ dành riêng cho chơi game như mà mình đã nói ở bên trên rất là nhiều. Nhưng mà về cơ bản, đây là một con màn hình rất là im 3. Anh em có thể làm tất cả mọi thứ với nó, từ công việc chơi game cho đến là sử dụng các cái thiết bị ngoại vi khác như là thiết bị di động. Và nói tóm lại thì đây không phải là một con màn hình dành riêng cho gaming nữa. Nó có thể phục vụ cho các bạn cả trong công việc với những cái cấu hình và cái độ chính xác của màu nó như thế. Anh em hoàn toàn có thể kiểu làm video cũng như làm hình ảnh như mình đã nói. Ngoài ra thì với những anh em làm những cái tác vụ văn phòng nhiều, cần phải xử lý kiểu thường xuyên và có những cái thiết bị kiểu di động như thế này, em có hoàn toàn có thể kết nối vào đây và sử dụng Samsung Deck. Nhắc từ nãy đến giờ về cái vấn đề là con màn hình này nó im 3 và nó tiện khi mà anh em có thể kiểu đổi hết từ gaming sang làm việc sang kiểu đến sử dụng những cái thiết bị di động. Thì quên chưa nói về giá, thì Hà Nội đang Computer đang bán con màn hình này với giá là 11.489.000 và kèm theo rất nhiều những cái phần quà khuyến mại hấp dẫn. Và bảo hành thì đương nhiên là luôn luôn tốt rồi. À, có một cái vấn đề nữa là anh em sẽ không cần phải lo đến việc là đi tìm cáp, những cái cáp USB Type-C 3.1 của băng thông là 10GB, vì đây sẽ là quà tặng kèm khi mà anh em mua con màn hình này. Không có gì phải lo cả. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Anh em nghĩ sao về con màn hình này? Nó có kiểu ngon và im 3 với cái giá của nó không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và đừng quên bấm subscribe cũng như hình cái chuông nho nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất và không bỏ qua bất cứ một sản phẩm ngon nào đến từ Hà Nội Computer. Bây giờ hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.